sáng nay, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu Trung ương và 11.661 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ đảng viên tham gia nghiên cứu học tập. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn hệ thống chính trị. Đến dự tại điểm cầu tỉnh ủy Vĩnh Long có đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sáng nay, đại biểu dự hội nghị được nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, truyền đạt chuyên đề tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện từ gốc, từ cơ sở. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy, có đủ năng lực, uy tín, lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.